Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Ông Mai Hẹn Hò. Thưa quý vị, chương trình Ông Mai Hẹn Hò được phát sóng trên kênh MCV Media vào lúc 18 giờ thứ bảy và 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Quyền Linh, Ông Mai Hẹn Hò sẽ kết nối với cặp đôi online. Mọi nơi có thể đăng ký đi tìm kiếm một nửa mảnh ghép của mình. Đừng ngại ngùng gì cả, hãy đăng ký với chúng tôi. Sở thích của mình là chăm sóc người mình thương. Thành ra cái việc mà bạn giỏi thì không sao hết. Có nơi ngô như miền quê ta, miền đất quanh năm bao mùa nắng gió, thương cha một đời gồng ghềnh bỡ đê. Cho Quỳnh Linh kết nối với bạn nữ ạ. Em là Nguyễn Thị Thu Hà, 28 tuổi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hà Tĩnh. Công việc hiện tại của em thì em có một cửa hàng chuyên về các dịch vụ cưới hỏi. Sở thích của em là đi du lịch, đọc sách, chụp hình. Năng khiếu của em là có thể hát dòng nhạc dân gian, làm mẫu ảnh. Mẫu bạn trai lý tưởng là một người có ngoại hình ưa nhìn, có công việc ổn định, biết san sẻ và hỗ trợ cho mình. Nếu mà cung đào thì càng tốt ạ, không gia trưởng, tâm lý, chiều chuộng bạn gái. Em muốn nhắn nhủ với một người bên kia là anh ạ, trong tình hình dịch bệnh như thế này, rất là cảm ơn chương trình đã kết nối cho chúng ta được gặp nhau. Vậy thì chúng ta hãy mạnh dạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu anh nhé. Xin chào bạn gái. Chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chào ông Mai Quyền Linh. Cảm ơn em gái. Bây giờ thì mời sự xuất hiện của em trai. Mình tên Nguyễn Khánh Tùng, năm nay 33 tuổi, sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình hiện tại đang làm công việc là chuyên viên điều phối bay cho hãng Vietnam Airlines. Ưu điểm của mình là ăn chơi trường nên tính tình hòa đồng và không đề cao cái tôi trong các cuộc tranh cãi. Khuyết điểm của mình thì mình không thích đến nơi đông người ồn ào. Đến với chương trình, mình mong muốn gặp được một bạn nữ chung thủy và chia sẻ, cũng như là cùng tín ngưỡng tôn giáo với mình là Thiên Chúa giáo, hoặc là không, hoặc chấp nhận tôn giáo của mình. Ngoại hình bạn nữ thì chỉ cần cân đối khuôn mặt của mình là được. Dịch bệnh diễn ra rất là căng thẳng này, nhưng chương trình đã kết nối chúng ta lại với nhau, thì mình mong muốn là có bạn nữ sẽ thấy được sự thú vị ở nơi mình. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến ban tổ chức chương trình, chú Quyền Linh. Hà có khi nào có ý định vào thành phố Hồ Chí Minh không? Dạ, thì trước thì em có đi chơi ở Sài Gòn rất là nhiều. Và em rất là thích cái không khí ở trong đó, thích con người, thích không khí. Mong ước là sau này có thể là được vô Sài Gòn sống. Tùng có mấy mối tình rồi? Dạ vâng, tính đến nay là 2 ạ. Có một mối tình cắt khúc ghi tâm thì cỡ 6 tháng à. Dạ. Bạn gái phát hiện là mình vẫn còn quá nhiều hoài bão, em thì lại muốn lập gia đình sớm. Thành ra thôi quyết định chia tay để cho mỗi người tự đi tìm lối đi riêng à. Dạ. Dạ thì em cũng có 3 mối tình ạ. Cái mối tình mà để lại cho em cái ấn tượng là chắc là mối tình đầu tiên. Cũng đến với nhau được 4 năm. Thì đến cưới nhưng mà có chút xíu trục trặc nhỏ, cho nên là thôi em là người nói lời chia tay. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ có 4 câu hỏi để hiểu ý hai bạn, để xem hai bạn có trùng khớp hay không nha. Câu hỏi đầu tiên, lần đầu tiên hai bạn đi xem phim cùng nhau, chúng ta sẽ chọn thể loại phim gì? A là phim kinh dị, B là phim hài hước. À, B. Cả hai cùng đưa B luôn. Chúc mừng hai bạn đã vừa trùng khớp với nhau. Dạ, em cũng thích xem phim hài hước. Nếu mà buổi đầu gặp nhau xem kinh dị thì phải để thời gian đã. Lúc ấy có tinh thần thép đã. Dạ vâng, thì lúc lần gặp đầu tiên thì mình tạo cái không khí hòa đồng giữa hai người. Chứ còn kinh dị thì mang màu sắc hắc ám quá. Vậy chứ có mấy bạn trai là thích đưa bạn gái đi xem phim kinh dị để chi biết không?
để sợ bạn gái sợ rồi quay sang ôm bạn trai. Đúng rồi đó. Thế thì tao mới gọi là cơ hội hả? Chúng ta sẽ đến câu hỏi số 2. Thể loại nhạc bạn yêu thích nhất là thể loại gì? A là nhạc dân ca, B là nhạc trẻ. Dạ em thích nhạc dân ca bởi vì là em sinh ra trong vùng đất là có những làn điệu ví dặm, và hồi nhỏ là được nghe bà nghe mẹ hát những cái làn điệu dân ca những ví dặm cho mình á, cho nên là những cái đó nó in sâu vào trong tiềm thức rồi. Còn bạn Tùng, bạn đưa ra đáp án B. Em cũng ít có điều kiện nghe nhạc dân ca, thành ra chắc cũng chưa có cảm nhận được cái tinh túy của cái dòng nhạc này. Bây giờ bạn sẽ có cơ hội để nghe nhạc dân ca nè. Mời cô gái Hà Tĩnh. Thì đến với chương trình thì em cũng muốn gửi tặng bạn trai và toàn thể quý vị khán giả một phần ca khúc về Hà Tĩnh người ơi. Và em cũng nhắn với bạn trai là lúc nào về Hà Tĩnh thì em sẽ dẫn anh đi thăm một số nơi của miền đất quê em ạ. Có nơi ngô như miền quê ta, miền đất quanh năm bao mùa nắng gió, thương cha một đời gồng ghềnh bờ đê, nắng trúng hai vai mưa thấm mắt cá, cho cây lúa vẫn xanh dưới trời chang chang. Có nơi ngô như người quê ta, thương nhau quả cà cùng chia làm ba, yêu nhau em gửi qua câu dân ca, sống là có cạn núi hồng hết cây thì em vẫn nọ hết tình. Giọng quá hay luôn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Nếu đối phương khóc bạn sẽ làm gì? A là khóc cùng, B là mua đồ ăn cho đối phương. Trùng khớp với nhau. Em chọn phương án B bởi vì là nếu mà giờ chưa có mua được thì em sẽ, nếu mà được cần thì em sẽ nấu đồ ăn và mang qua được. Miễn là bạn trai không có chê là được. Có người nấu cho là rất đáng quý rồi. Đến câu hỏi tiếp theo. Bạn muốn tổ chức hôn lễ ấm cúng ở đâu? A là nhà thờ, B là khu vườn đầy hoa. Người Linh biết rằng các bạn sẽ đưa A bởi vì các bạn là theo đạo mà chúng ta phải tổ chức ở nhà thờ thôi. Sau đó chúng ta tổ chức một tiệc nhẹ ở vườn hoa cũng hay. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp mặt nhau. Bây giờ nói chuyện cũng chưa bao giờ thấy nhau, chỉ nghe tiếng qua màn hình thôi. Mời bộ phận kỹ thuật cho tôi kết nối hai bạn gặp nhau nào. Hồi hộp lắm. Mời em cũng bị cận nóng hả? Mình cận cũng khá là nặng. Dạ. Dạ. Em cũng em thấy cũng rõ cận... mặt nhau không? Dạ em thấy anh rất là nhìn rất là ấm áp ạ. Có mang nét duyên dáng, nét đẹp truyền thống ạ. Dạ. Tóc dài chảy xuống mượt mà như là thác nước luôn. Chắc là mai mốt mà em nên chuyển nhà qua quảng cáo cho dầu gội xinh xiu chẳng hạn, cái tóc em thấy đẹp lắm. Dạ cảm ơn anh nhiều. Hà nói tiếng Hà Tĩnh đi, nghe nó dễ thương lắm. Dạ cảm ơn anh nhiều. Quan điểm của anh trong tình yêu như thế nào ạ? Mình thì chỉ ghi quan điểm tình yêu của mình là thứ nhất là ưu tiên một là chung thủy, thứ hai là có sự sẻ chia giữa hai người. Vậy thì là cũng giống như em rồi. Thì em cũng đặt cái vấn đề đầu tiên là sự trung thành, trung thủy. Nếu mà đặt tình yêu á, gặp khó khăn là phải ở cạnh nhau, rồi là san sẻ với nhau á. Bạn Hà thì mong muốn là ở riêng không? Hay là vẫn muốn là có sự ấm áp của gia đình? Dạ thì em thì lấy chồng thì theo chồng thôi. Không có ngại việc làm dâu ạ. Dạ. Hai bạn ở cách xa nhau, một người Hà Tĩnh, một người Hồ Chí Minh, thì theo bạn chúng ta sẽ hẹn hò thế nào và cái khoảng cách xa đó nó có khó khăn trong cái chuyện hẹn hò hay không? Hiện tại thì dịch giả thì mình chắc chỉ có thể là chat qua
Zalo hoặc là Messenger hoặc là video call thôi. Chứ mình thì cũng đang ấp ủ cái sở thích của mình là đạp xe đó. Thì cái khung đường mà dài nhất là mình đạp xe từ thành phố Hồ Chí Minh ra Cha Diệp á bạn. Đạp xe đi 7 ngày. Wow, vậy hả? Nếu mà hết dịch á thì mình sẽ sắp xếp mình đạp xe xuyên Việt từ đây. Trời ơi, đi ra ngoài đạp xe định ra Hà Tĩnh luôn hả? Chắc chắn là sẽ đi qua ngang qua Hà Tĩnh rồi. Qua những vùng miền mà gặp những nhà thờ nào đẹp á mình lại mình cầu nguyện. Cho gia đình và cho đất nước. Đó kia rồi xong mình đi tiếp mà đêm mà mệt thì mình cũng muốn vô nhà thờ mình nghỉ. Ủa nhà thờ có cho vào nghỉ ban đêm hả Tùng hả? Dạ vâng, thì vô xin trong cha đó, thì nếu mà cha rộng lòng thì cha cho, còn không thì mình lại đạp tiếp đi nhà thờ khác. Dạ. Một cái sở thích rất là lạ nha. Còn đạp xe đạp ra tới Hà Tĩnh, xong đi nhà thờ cùng với Hà, xong rồi Tùng chở Hà từ Hà Tĩnh vào thành phố Hồ Chí Minh để đi nhà thờ Đức Bà. Dạ được. Em đi nhà thờ Đức Bà thì em cầu nguyện thường xuyên. Chúng ta sẽ có số lá thăm chủ đề để hai bạn chia sẻ câu chuyện của mình và tìm hiểu kỹ hơn. Câu thứ nhất, bạn biết ơn điều gì nhất trong cuộc đời này? Mình biết ơn điều lớn nhất trong cuộc đời này là mình đã được sống đến bây giờ. Tại vì hồi cuối tháng 6 á, là nhà mình bị cháy. Trước hôm đêm đó là mình đi làm đêm liên tục. Thành ra hôm đó là mình ngủ từ 5 giờ chiều đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Thì lửa nó liếm người mình. Mình đau quá mình mới bật dậy được. Thì lúc đó là lửa đã cháy khắp phòng rồi. Thì mình chạy xuống mình kêu người nhà chạy ra. Thì bữa đó là xe cứu hỏa đến dập cũng phải 45 đến một tiếng thì mới xong cái đám cháy ở nhà mình đó. Thì các anh cứu hỏa nói là Tùng là có người đỏ đó, có người cứu đó, chứ không mà thường cái trường hợp này là rất hy hữu, thường là chết cháy. Cũng vô tình thôi thì mình ngồi ăn cơm thì mẹ mình đứng ở sau lưng á thì thấy là cái phần gáy của mình nó có cái vết sẹo do bẩn, thì đó là hình chữ thập. Hình chữ thập luôn đó hả? Mình rất biết ơn chữ thập ở gáy nè, gáy nè. Điều mà khiến em biết ơn nhất trong cái cuộc đời này là em được sinh ra trong gia đình có dưới mái ấm của gia đình, con ba mẹ rồi anh chị em. Tức là mỗi ngày đều trôi qua em cảm thấy bình an nhất là em cảm thấy là biết ơn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ một câu hỏi nữa. Hãy tưởng tượng trong đám cưới của hai bạn thì bạn nghĩ là chúng ta cần phải chuẩn bị những sính lễ gì, rạp cưới màu gì? Bởi vì em cũng chuyên về cưới hỏi á, cho nên là sính lễ của em thì cũng đơn giản thôi, cứ theo phong tục của miền em cũng được, hoặc là theo cái sính lễ của bên anh cũng được. Còn mà nếu mà tông đám cưới thì tông tất cả các màu đều là trắng xanh ạ. Bởi vì em là tên của em là Hà Green, cho nên là em muốn làm cái đám cưới của mình ra tông trắng xanh để quảng cáo thương hiệu luôn. Vâng, mình nhất trí với bạn gái. Mình cũng thích màu xanh, sky blue hoặc là green cũng được. Sính lễ thì mình cũng không rành lắm, tại vì đã chưa bao giờ tiến xa được đến mức đó nên chưa có nghiên cứu. Tất cả mọi việc từ đám cưới này đến sính lễ em sẽ bao hầu cho chú lễ luôn. Tức là nếu mà ra mà đến với em thì là không phải lo gì hết trơn, chỉ cần mặc đồ đẹp và đi thôi, với là gia đình thôi. Câu hỏi số 4. Dạ. Cuộc hẹn đầu tiên hai bạn muốn hẹn hò ở đâu và tại sao là như vậy? Cuộc hẹn đầu tiên thì mình muốn là gặp nhau ở một chỗ mà tâm linh, tượng Đức Mẹ hoặc là tượng Chúa chẳng hạn. Cầu nguyện xong rồi mình cùng ngắm cảnh, ngắm sao, trăng chẳng hạn, rồi nói chuyện với nhau. Còn em thì cuộc hẹn đầu tiên thì em sẽ hẹn một cái quán cà phê yên tĩnh đó, có không gian riêng cho hai người trò chuyện, hai người tập trung trò chuyện với nhau thôi. Các bạn đã chia sẻ để ta hiểu ý nhau nhiều hơn ha. Trước khi quyết định thì chúng ta sẽ có một vài phút để nói hết những cái lời chân thành, những cái gì mà mình cảm nhận về nhau từ nãy giờ đó. Dạ, em thấy là bạn gái là rất mang cái rất đẹp truyền thống, nhưng mà cũng pha một sự chút hơi hướng hiện đại. Hiện đại ở đây là thể hiện ở sự bản lĩnh tự lập. Và còn Hà thì thấy anh rất là ấm áp nè, rồi thư sinh, cũng thật thà thẳng thắn,
cho Hà hỏi xem xíu là anh ví dụ em cũng hay khá là hay giỏi đó, và nhưng mà em không giỏi không hơi không lâu đâu, nhưng mà anh nếu mà một lần em giỏi thì anh có dỗ em không hay là im lặng? Dạ, sở thích của mình là chăm sóc người mình thương, thành ra cái việc mà bạn giỏi thì không sao hết, mình có thể chiều bạn và mình thích điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò hay không. 30 giây để kiểm tra lại cái nhịp tim của mình, 30 giây để kiểm tra lại tất cả xem mình có nên hẹn hò với nhau hay không. Quyền của các bạn nha. Nào. 1. Có mang nét duyên dáng, nét đẹp truyền thống à. Dạ, tóc dài. Tóc dài chảy xuống mượt mà như là thác nước luôn. 2. Tất cả mọi việc từ dạp cưới này đến sính lễ này em sẽ bao thầu cho chú lễ luôn. Tức là nếu mà ra mà đến với em thì là không phải lo gì hết trơn, chỉ cần mặc đồ đẹp và đi thôi, với là gia trai thôi. 3. Chúc mừng hai bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Dạ. Tùng theo Tùng thì Tùng sẽ sắp xếp dạ. Cái buổi hẹn hò đầu tiên ở đâu nè? Vâng, thì mình hy vọng là bạn bay vô thì mình sẽ đón bạn ngay cửa máy bay luôn. Dạ. Sau đó là sẽ cho bạn sự bất ngờ. Mình không nghĩ mình sẽ bay ra chứ? Vâng, bay ra hay bay vô đều được hết, tại vì em làm trong hãng mà, việc bay rất là dễ. Chúc hai bạn sẽ có duyên với nhau để chúng ta tiếp bước những cái bước tiếp theo trên con đường hạnh phúc. Chúc hai bạn thật là may mắn, bình an và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ trao đổi số điện thoại của hai bạn để các bạn có thể giao lưu với nhau, hẹn hò với nhau. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Xin chào. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ gặp cặp đôi tiếp theo. Có cái ấn tượng của em vừa cảnh ăn mặc vừa là khuôn mặt. Khuôn mặt em sao anh? Dễ thương mà, hồi nãy anh mới nói rồi mà, dễ thương hả? Dễ thương, có khi thương rất dễ. Đúng rồi đó, em định nói như vậy á. Tất cả dễ hay không là do anh cả. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ kết nối cặp đôi thứ hai. Cho chúng tôi cặp bạn nữ nào. Mình tên là Nguyễn Thị Tuyết Sinh, năm nay mình 40 tuổi, quê quán của mình là ở Bình Định, nhưng mình sinh ra và lớn lên ở thành phố Buôn Ma Thuột. Công việc của mình là giáo viên dạy môn hóa cấp 3. Hiện nay mình đang công tác ở trường tư ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Về ưu điểm của bản thân thì mình làm việc rất là nhanh gọn, hòa đồng, nhiệt tình, vui tính và yêu thích trẻ con. Về khuyết điểm thì mình có chút tính nóng nảy và thẳng thắn. Về sở thích thì lúc rảnh rỗi mình rất thích nấu ăn cho người thân của mình hoặc là bạn bè. Mình thích đi xem phim, thích đi tập gym và thích đi du lịch. Đáng lẽ thì này mình cũng sẽ đi du lịch đó, nhưng các bạn biết giờ tình trạng dịch như thế này á, nên vừa rồi mình cũng đã tránh dịch, mình về Buôn Ma Thuột sống cũng được 2 tháng ngay rồi. Chào em gái. Dạ chào anh ạ. Bây giờ thì mời bạn nam xuất hiện đi. Mình là Trần Đình Đức, năm nay mình 43 tuổi, quê quán mình là Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Hiện nay thì mình đang lập nghiệp và công tác tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của mình là gara xe ô tô. Chính vì những cái môi trường sống như vậy cho nên là chữ ấy vẫn đeo đẳng dạy theo mình. Thì bây giờ điểm mạnh của mình đó là vui vẻ, hòa đồng và nhiệt tình. Còn điểm yếu của mình đó là hơi ít nói. Hy vọng mình sẽ là bờ vai vững chắc cho người con gái nếu người đó tin tưởng ở mình. Chào bạn Nam. Xin chào anh Linh. Hai bạn đã có mặt ha, nhưng mà hai bạn chưa thấy nhau. Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện, trò chuyện để cùng cảm nhận trước đi. Rồi chút xíu Quỳnh Linh sẽ kết nối cho hai bạn gặp nhau nha. Rồi bây giờ thì mình nói chút xíu về đường tình duyên đi. Xin tình duyên của em á là em chia tay vào
em cũng được 5-6 năm nay rồi. Em với ông xã sống được mấy năm hả Sinh? Em với ông xã em sống được 6-7 năm gì đó. 6-7 năm, có mấy cháu rồi? Em hiện nay có hai cháu, một cháu đang sống với bố ngoài Hà Nội, một cháu thì đang sống ở. Cháu lớn bao nhiêu tuổi? Cháu lớn 14, cháu nhỏ 13, em đẻ năm 1 anh. Dạ. Vậy là con cũng lớn rồi. Dạ. Còn Đức, đời tình duyên thế nào Đức ơi? Dạ em cũng trải qua 3 mối tình rồi anh. 3 mối tình hả? Nhưng mà lại là con trống trắng. Nhưng mà lại là con trống trắng. Trống trắng. Trải qua 3 mối tình mà còn trống trắng ha. Hay rồi nha. Dạ đúng rồi. Mối tình dài nhất là bao nhiêu Đức? Dạ được 2 năm anh. Cũng chia tay được 6 năm rồi. Nhưng mà mình cũng lớn tuổi rồi mà sao chưa lấy vợ mà cứ yêu hoài vậy? Cũng tuy lớn tuy nhỏ chứ cũng 3 mối tình anh, đâu có nhiều đâu anh. 3 mối tình. Bây giờ là mình muốn lấy vợ liền chưa Đức ơi? Dạ em bây giờ không hiểu cái gì đâu hết, bây giờ hiểu vợ thôi. Hình mẫu lý tưởng của Đức về người vợ tương lai thế nào? Dạ em thì bình thường anh ơi, vậy nhìn là được rồi. Đừng nói nhiều vậy em thấy ghen là được rồi. Đừng nói nhiều hả? Nhiều lắm. Giáo viên nói nhiều lắm. Nói nhiều là đến nó một dạng thôi. Con về nhà cũng món ăn đừng nói nhiều quá. Tại vì bản thân anh là nói tiếp. Bệnh nghề nghiệp á, nên đôi khi nói nhiều lắm. Rồi còn hình mẫu lý tưởng của Sinh thế nào? Em thì em thích một người đàn ông có công việc ổn định, chững chạc, ngoại hình cân đối một tí, 1m65 trở lên á, tính tình vui vẻ thoải mái. Anh một mét bảy mà nặng 70kg được không em? Càng tốt anh, em cũng thích người mọc á. Rồi vậy là tốt rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một số câu hỏi để các bạn có thể trước khi gặp mặt để xem cái độ hiểu ý của nhau thế nào nha. Câu hỏi đầu tiên, bạn thích xem thể loại phim nào? A là tình cảm lãng mạn, B là khoa học viễn tưởng. Bắt đầu. Em B. Đức A. Hai người không hợp ý với nhau. Tại sao Đức lại thích phim tình cảm lãng mạn? Em thì lãng mạn chút xíu, còn khoa học viễn tưởng thì với em những cái gì là thực tế có chút xíu, nhưng mà nó viễn tưởng quá thì nó không hay. Chỉ như hành động thì được, nhưng mà viễn tưởng thì em thích. Không thích viễn tưởng. Tại sao Sinh lại thích khoa học viễn tưởng? Em thích cái gì đó nó chiều tượng, nó tư duy, nó khoa học viễn tưởng hay đi trước. Mà em nghĩ đi trước thì nó cũng có cơ sở, hay nó có cái gì đó giống hiện tại nên em thích. Như vậy là câu hỏi đầu tiên hai bạn không có cùng với ý nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục câu hỏi thứ hai. Khi hẹn hò bạn thích làm điều gì? A là ra ngoài ăn uống, B là ở nhà cùng nhau ăn. Chúng ta cùng đưa bảng một lượt nào. 1, 2, 3. Em A. Như vậy là câu hỏi này hai bạn cùng một chung đáp án, đó là A. Tức đi ra ngoài ăn uống, đỡ phải ở nhà nấu ăn đúng không? Không phải. Chắc vậy đó anh. Đối với em á, là mới đầu hẹn hò thì không nên về nhà. Ra ngoài đã cho nó thoải mái hơn. Đúng rồi. Thôi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn không thích làm công việc nhà nào? A là giặt đồ, B là rửa chén. Bắt đầu. A hay em B? Em A. Em A. Em thì nói thật là cái nào em cũng ghét hết. Tại vì cái nào em cũng làm hết. Nhưng mà người ta kêu anh A hay B. Ở đáp án này thì hai bạn hợp ý với nhau. Nhưng mà với Đức thì cái nào cũng làm được hết trơn. Tốt. Tại sao mình lại không thích giặt đồ hả Sinh? Tại vì tay em á cũng hơi yếu anh. Nên là em giặt nhiều khi em thấy nó không có sạch. Thà để vô giặt vô máy giặt. Nên em không có thích giặt đồ bằng tay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4. Bạn thích môn thể thao nào để rèn luyện sức khỏe? A là nhảy nhịp điệu, B là chạy bộ. Thời gian bắt đầu. Đưa lên một lúc. Câu hỏi này dễ quá trời dễ luôn. Bởi vì á, thật ra đàn ông thì thích chạy bộ đúng rồi, phụ nữ thì thích nhảy nhịp điệu. Thật ra đàn ông cũng có thể nhảy nhịp điệu được, nhưng mà đa số đàn ông là không thích nhảy nhịp điệu, họ có thể tập những cái bộ môn thể thao. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu gặp mặt nha. Mời bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi kết nối hai bạn gặp nhau. Tự nhiên hồi hộp ghê. Hồi hộp ha.
Chào em gái. À, chào anh. Rồi, các bạn cảm nhận về nhau thế nào? Em ở nhà hả? Dạ, em đang ở nhà em á. Anh đang ở đâu á ạ? Anh Hùng đang ở nhà. Dạ. Thấy anh sao? Thấy anh hả? Thấy anh phong trần hơn. Phong trần xương gió. Đúng rồi đó. Tại vì gió, chắc là gió nghề nghiệp đó. Dạ, anh vào Sài Gòn lâu chưa? Anh vào được hơn 20 năm rồi. À, trời, cũng lâu quá ha. Em dạy bên đó được lâu chưa? Em đi dạy thì lâu rồi, nhưng mà em dạy trường tư nên em cũng dạy mỗi trường vài năm mà. Em dạy môn hóa hả? Dạ, em dạy môn hóa. Em thì không có có nhà cửa ở Sài Gòn đâu, tại vì em cũng mới vô Sài Gòn lập nghiệp à. Em chủ yếu hồi xưa dạy quê á. Anh có ngại không? Nếu quen em anh có ngại không? Có ngại em có không có gì con đâu. Nữa. Thì mình vừa tìm hiểu mà có gì đâu em, anh đâu có ngại gì đâu. Dạ. Đức cảm nhận thế nào về em gái xinh đang ở Buôn Mê Thuột? Rất là dễ thương. Cảm ơn anh. Rất dễ thương. Em muốn thích thương có dễ không anh Linh ơi? Dễ thương, có khi thương rất dễ là qua do mình thôi đó. Đúng rồi đó, em định nói như vậy á. Tất cả dễ hay không là do anh cả. À. Dạ. Rồi cùng mong như vậy ha. Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ có một số lá thăm để cùng chia sẻ với nhau để mình hiểu kỹ hơn nha. Câu hỏi đầu tiên, điều gì làm bạn không có được hạnh phúc trọn vẹn? Đối với em thì hạnh phúc không trọn vẹn đó là sự thiếu một người cha người mẹ trong một gia đình đó. Còn anh thì sao? Còn đối với anh thì bây giờ tôi chưa trọn vẹn đó là chưa xây dựng gia đình để cho gia đình mình toàn nguyện của cái tâm nguyện của gia đình mình. Tôi nghĩ là chưa trọn vẹn hạnh phúc, giờ lấy vợ là sẽ hạnh phúc. Nhưng mà lỡ đâu là không, để sống không hợp lại không phải trọn vẹn luôn đó. Rồi, tiếp theo, thói quen nào bạn cảm thấy tự hào khi bỏ được? Một thói quen nào mà mình bỏ được mình cảm giác rất là tự hào, rất là vui? Cái thói quen của anh mà anh bỏ được đó là anh hay dậy trễ, cho nên là bây giờ anh bỏ cái thói quen dậy trễ thì anh phải dậy sớm. Em thì thói quen, em có hay vào hồi trước đó là mỗi lần đi làm về là em xong xuôi công việc là em phải đi ra ngoài đường đi chơi. Đi chơi qua Nhật, đi chơi với bạn bè. Sau này em thấy là mất thời gian quá, em bỏ được. Và em cảm thấy em không giờ bạn bè mà rủ hay là gì đó. Mà nếu em thấy vui thì em đi, còn không thì em sẽ từ chối. Còn hồi trước là em chả từ chối, ở đây nhiệt tình lắm, em đi miết rồi. Thì giống như Đức vậy, ai gọi đi đó, ai gọi đi đó. Bây giờ em bỏ hẳn, bỏ lâu rồi. Mấy năm nay luôn, em bỏ hẳn luôn. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Vậy bỏ được là tốt rồi. Dạ. Bạn cảm thấy ấn tượng nhất về điều gì ở người đối diện? Ta nhìn thẳng vào nhau nha. Cảm thấy ấn tượng nhất điều gì ở người đối diện? Vì sao? Anh nói trước nhìn đi anh. Kỹ. Mới ra hình là anh có cái ấn tượng của em rồi. Vừa cả khăn mặt vừa là khuôn mặt. Khuôn mặt em sao anh? Dễ thương mà. Hồi nãy anh mới nói là má dễ thương hả? Còn em ấn tượng anh là cái mái tóc. Bên này tốt quá nè. Chưa cắt này, hơn 1 tháng rồi đó. Bao lâu rồi anh chưa cắt tóc? Hơn 1 tháng rồi đó. Dạ. Thế mấy tháng trước là anh tự cắt hay sao? Tại vì không có đi tiệm chứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một vài phút để nói về dự định tương lai của hai bạn. Mong muốn tương lai thế nào? Hiện tại là em xuống dài ở Sài Gòn này, em ở một mình hay là ở với ai? Em ở chung nhà với cô gia đình cô chú ở trong Sài Gòn á. Còn con thì để ở quê hả? Vậy là ông bà ngoại hả? Không, con em á. Riêng con em là em đi đâu con em phải đi theo đó. Vậy cũng tốt. Để mình kèm cho con học thầy. Nói chung là bây giờ là buổi tối em là đi làm về, chủ yếu là em kèm con học. Rồi bây giờ mình dự định vượt thêm bước được chưa? Đã sẵn sàng chưa? Nếu mà thật sự thì em cũng muốn con cái càng ngày càng lớn, thì đến lúc nào đó thì con nó cũng xa mình thôi, thì em cũng cần có một người đàn ông để tiếp tục với em đi hết cuộc đời còn lại á, thì em cũng sẵn sàng, nhưng mà người đàn ông đó phải hợp với em, phải biết chia sẻ quan tâm em. Em cũng sống nghe nói em hồng vĩnh lắm. Nếu mà
anh tốt em là anh tốt lại anh tốt nhiều hơn được cơ. anh như thế nào cũng tốt với mọi người mà, anh như sợ mọi người không tốt với mình thôi. Dạ, đến tuổi này thì em thiên về tình cảm hơn. Mình ai cũng lớn hết thôi, cũng đủ suy nghĩ hết thôi. Dạ. Nên em đang trời mưa á, nên bắt đầu nó hơi ồn. Đó là tín hiệu tốt đó, mưa trên cuộc tình đó. Thôi, mình đưa ra quyết định nào. Hai bạn nghe anh Quỳ Linh nói nè, bây giờ bây giờ mình trò chuyện rồi. Bây giờ là anh Phúc, ta đưa ra quyết định xem ta đồng ý hẹn hò hay là chúng ta chỉ là bạn với nhau thôi. Chuẩn bị. Đưa ra quyết định cuối cùng. Một. Những món bình thường có dễ không anh Linh ơi? Dễ thương, có khi thương rất dễ là qua do mình thôi đó. Đúng rồi đó, em định nói như vậy á. Tất cả dễ hay không là do anh cả. Hai. Còn đi anh ấn tượng của em thôi. Vừa cạnh anh mặt vừa là khuôn mặt. Khuôn mặt em sao anh? Dễ thương mà, hồi nãy anh mới nói rồi mà, dễ thương mà. Ba. Rồi, hai bạn đã không đồng ý hẹn hò với nhau à, chúng ta chỉ là những người bạn với nhau thôi. Hy vọng rằng sau cuộc nói chuyện này chúng ta sẽ là những người bạn với nhau để chia sẻ ngọt bùi với nhau để có thể đóng góp với nhau để cùng phát triển. Biết đâu chúng ta sẽ có duyên nữa thì sao? Em thì bây giờ mặc dù mình không quyết định hẹn hò nhưng mà em mình hồi nãy em cũng có ý tưởng là xin số điện thoại của Sinh để mai một mình có thể gặp thì em mời nhau đi cà phê hay là đi ăn tối hoặc là đi đâu đó mình có thể là tìm hiểu hay là làm bạn với nhau. Em thì sao cũng được, nếu anh cảm thấy làm bạn thì em chúng mình làm bạn. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Cảm ơn bạn Đức và bạn Sinh đã tham gia chương trình. Còn bây giờ thì Quỳnh Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Dạ, em cũng cảm ơn anh Quỳnh Linh. Dạ, em xin cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi Ông Mai Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng trên kênh MCV Media vào lúc 18 giờ thứ bảy và 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên YouTube MCV Media quý vị nhé. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.